Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 13 tháng 6 của Dusan Vina. Bản tin hôm nay sẽ có những tin chính sau đây. Giới thiệu cải tiến máy két xốp tự động của tổ parking và MM Boiler. Mở tuyến xe buýt đưa đón người lao động đi và về Mộ Đức. Giao lưu bóng chuyền giữa Dusan Vina và xã Bình Thanh Tây. Sau đây là nội dung chi tiết. Liên tục cải tiến trong mọi công đoạn sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, các thành viên hai tổ Parking và MM Boiler đã cùng sáng tạo ra cây xinh giảm thời gian cắt xốp bằng máy cắt tự động. Tại xưởng đóng gói, ngoài vật liệu chính là gỗ, thì xốp là một vật liệu không thể thiếu. Xốp được sử dụng để lót gỗ khi đóng gói, làm giảm sự va đập cho sản phẩm. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị xốp lại tốn khá nhiều thời gian và dễ xảy ra khuyết tật vì phải cắt thủ công bằng tay. Trước vấn đề trên, tổ Parking và tập thể đội MM Boiler đã phối hợp cùng nhau để tìm hiểu, nghiên cứu và chế tạo ra cơ cấu cắt xốp tự động. Trước khi cân sinh là cái cân sinh này là mình cắt bằng tay. Thứ nhất là cái hiệu quả nó sẽ tốn thời gian và nó không đem lại năng suất cao. Thì chính vì cái lý do này là chúng tôi mới làm một cái máy cắt tự động mà có thể là cắt một lần là rất là nhiều kích thước và cũng như hiệu quả là nó sẽ rất là ít tốn thời gian và đem lại cái năng suất rất là cao. Và với tinh thần hỗ trợ hết mình cho sản xuất, tập thể đội MM Boiler đã chế tạo ra cơ cấu theo yêu cầu của tổ Parking, hoàn thiện từng bước và đưa vào thí nghiệm thành công cây sinh cắt xốp tự động. Cây sinh này sử dụng nguyên lý cắt bằng nhiệt. Cơ cấu chính của cây sinh bao gồm bàn máy gá đặt xốp, bộ phận tạo nhiệt, bộ phận cắt và cơ cấu điều khiển. Khi dùng cây sinh này vào sản xuất đã cho thấy hiệu quả rõ rệt, xốp được cắt nhanh chóng, đồng thời độ chính xác cao, đem lại sự hài lòng cho người sử dụng. Ngoài lợi ích thiết thực mà cây sinh máy cắt xốp tự động này đem lại, thì nó còn thể hiện sự hỗ trợ, hợp tác và tinh thần tập thể cao giữa hai tổ đóng gói và MM Boiler. Từng bước nâng cao tiêu chuẩn hỗ trợ cho người lao động, đặc biệt giảm thiểu nguy cơ tai nạn xe máy trên tuyến đường quốc lộ 1A trong quá trình đi làm, Dusan Vina đã mở rộng tuyến xe đưa đón đến huyện Mộ Đức. Hiện tại, công ty chúng ta đang có rất nhiều chế độ phúc lợi cho người lao động liên quan đến phương tiện vận chuyển, nhưng nhu cầu của người lao động lại hết sức đa dạng. Với tinh thần luôn cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ, tuyến xe buýt đi theo quốc lộ 1A về Mộ Đức đã được triển khai bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, phục vụ nhu cầu đi làm về nhà hàng ngày của người lao động ở khu vực này. Theo đó, người lao động sẽ được đón đi làm vào lúc 5:40 xuất phát tại nhà nghỉ Văn Phụng. Trong trường hợp xe còn ghế trống thì sẽ đón các điểm còn lại dọc theo tuyến ra công ty đối với ngày thường. Riêng đối với ngày nghỉ, ngày lễ, tăng ca 20 giờ và làm ca đêm, thì nếu số lượng đủ 5 người trở lên, công ty sẽ bố trí xe trừ ca đêm 4:15. Đối với trường hợp đưa nhân viên về sớm trước 1 tiếng thì áp dụng cho 3 nhân viên trở lên. Dưới 3 nhân viên thì điểm cuối cùng sẽ là bến xe Chính Nghĩa. Không dừng lại ở việc luyện tập và thi đấu nội bộ, câu lạc bộ bóng chuyền Dusan Vina còn thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu với các tay bóng bên ngoài và tối ngày 6 tháng 6, họ đã gặp gỡ đội bóng của xã Bình Thanh Tây. Trận đấu giao hữu diễn ra trên sân ký túc xá Dusan Vina đã thu hút 30 vận động viên và cổ động viên đến từ hai phía. Đội bóng chuyền xã Bình Thanh Tây ra quân với 9 cầu thủ do anh Trương Ba làm đội trưởng. Theo quan sát, đội bóng Bình Thanh Tây có ngoại hình cao lớn và thể lực tốt hơn hẳn so với các cầu thủ bóng chuyền Dusan Vina. Tuy vậy, các tay bóng Dusan Vina vẫn chơi trên tinh thần hết mình, tạo cơ hội để đối thủ trình diễn hết kỹ thuật và thế mạnh, từ đó có thể học hỏi thêm nhiều thế bóng cho mình. Hai bên xác định rổ tài trong năm xét đấu và không nằm ngoài dự đoán, các cầu thủ Dusan Vina liên tục để lộ nhiều yếu điểm trước đối thủ và thua liền hai xét đầu với tỷ số 16-25 và 20-25. Bước sang xét 3, các cầu thủ Dusan Vina có sự thay đổi chiến thuật nên giành lại thế trận, nhưng chỉ thắng đối thủ sát sao 26-24. Trong xét thứ tư, trong khi các cầu thủ Bình Thanh Tây vẫn tràn đầy sinh lực thì phía Dusan Vina đã có dấu hiệu xuống sức và không có gì ngạc nhiên khi họ lại để thua 18-25. Trong xét đấu cuối cùng, Bình Thanh Tây giữ nguyên phong độ ổn định với những pha phát và đập bóng mạnh mẽ. Trong khi đó, các cầu thủ Dusan Vina cũng dốc hết sức lực cho xét cuối, liên tục rượt đuổi tỷ số nhưng vẫn thua 21-25. Trận giao lưu khép lại tuy thua đậm nhưng các cầu thủ Dusan Vina đã học được nhiều kinh nghiệm thi đấu hay từ đội bạn.
Trước khi kết thúc chương trình, mời các bạn xem hướng dẫn cách sử dụng khí ga an toàn sau đây. Tại Doosan Vina, ga được lưu trữ trong bồn dưới dạng khí hóa lỏng và hóa hơi, phân phối cho từng xưởng bộ phận sử dụng thông qua hệ thống đường ống ga và các bộ chứa khí được lắp đặt tại từng xưởng bộ phận. Ga được sử dụng trong công việc như cắt, gia nhiệt, nấu ăn, v.v. nên cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến cháy nổ là rất cao. Có nguy cơ gây cháy nổ khi sử dụng ga. Dây khí bị rạn nứt gây rò rỉ khí. Dây khí bị mài mòn hoặc thủng do lôi kéo và va chạm vật sắc nhọn. Nối dây khí không đảm bảo gây rò rỉ khí. Bộ chứa khí bị hỏng gây rò rỉ khí. Cháy ngược khi sử dụng đèn cắt. Dây khí tiếp xúc với tia lửa trong quá trình mài mòn, gouging, v.v. Dây khí tiếp xúc với điểm tiếp mát phát sinh nhiệt làm thủng dây ga. Rò rỉ khí trong không gian hạn chế. Dùng khí oxy để làm mát. Để tia lửa tiếp xúc trực tiếp với chai khí. Chai khí không được cố định chắc chắn gây ngã trong quá trình di chuyển. Lăn chai khí trong quá trình di chuyển. Để đảm bảo an toàn cháy nổ khi sử dụng ga, chúng ta cần chú ý một số điểm như sau. Thực hiện kiểm tra định kỳ theo quy định. Sử dụng loại dây khí còn nguyên vẹn, không bị bào mòn hay rạn nứt. Khớp nối phải sử dụng keo để cố định chắc chắn, không để rò rỉ khí ra bên ngoài. Sau khi kết thúc công việc, phải kiểm tra và khóa van của bộ chứa khí. Định kỳ kiểm tra van một chiều và bét của đèn cắt nhằm tránh hiện tượng gây cháy ngược. Chai khí phải được cố định chắc chắn khi di chuyển và khi sử dụng. Không sử dụng khí oxy để làm mát. Không sử dụng dây khí khác màu để kết nối dẫn khí. Ngoài ra, chúng ta còn sử dụng LPG để nấu thức ăn nên cần thận trọng trong quá trình sử dụng. Thực hiện kiểm tra định kỳ các hệ thống đường ống, hệ thống cảm biến ga, van ga cung cấp cho bếp nấu để đảm bảo an toàn khi sử dụng LPG nấu ăn. An toàn cháy nổ là hạnh phúc của mọi người, mọi nhà. Tiếp tục bản tin trưa hôm nay, mời các bạn cùng xem một đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động, sản xuất, sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip ngắn về các khoảnh khắc thể thao đáng nhớ. Before lifting an object, plan your lift. Consider where you are going and how much energy you'll have to exert. The most important part of lifting a heavy object is using proper ergonomic technique. When lifting any object, with or without help, be sure to hold the object close to your body and lift and lower under control. It is also important to keep a straight back and neck. Keeping your wrists straight and your elbows to your sides is considered a neutral posture. By adopting a neutral posture, you'll achieve better leverage. If the weight is low, lift with your leg muscles in order to prevent strain on your back. Also, avoid holding a heavy object for too long. When muscle tissue is stressed by lifting an object, micro tears develop in the muscle tissue. The healing of this tissue is what increases muscle mass and makes us stronger. But if too much tissue is torn at once, it can cause inflammation and pain rather than build strength. If an object weighs more than 50 pounds or is too heavy to lift, get help. Help can be another person, but it can also be a tool like a dolly or a lift. Bản tin trưa nay của Doosan Vina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Doosan Vina DVTV V8N42. Đồng thời, các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Doosan Vina thông qua các trang mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và Izu với từ khóa Doosan Vina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.